Rồi hai các bạn, bữa nay mình sẽ nhận được một cái đơn hàng của anh này, không biết là anh nào nữa, nhưng mà mình sẽ bôi tên nha. Rồi đây, bôi tên. Đây thầy mò, hàng không đạt, trả lại. Ok, để mình tháo ra ở bên trong cái gì. Rồi mình sẽ mở ra nha các bạn ha, chưa tháo gì hết. Lấy cái gì đi, mổ luôn đi. Trong có cái bé nữa không? Dạ. À, đây đây đây. Ở led. À, led này có một bạn nói là hàng xài rồi, nhưng mà hàng xài rồi, để phân tích cho các bạn nó hiểu. Đây à, đây à, anh nói mua bao nhiêu led thì thôi, nhưng mà dây thì các bạn thấy là nếu hàng xài rồi thì hàng sẽ không bao giờ mới gì đâu ha, nó không có dính bụi dính bặm gì hết này ha, dây nó còn đẹp cực kỳ luôn ha. Nhưng mà chắc anh thấy cái này nè. À, đây đây anh thấy cái này thôi, cái này là giống như một trong một dây á, nó thiếu một con hay con hoặc là nó thiếu bao nhiêu đó, người ta sẽ làm lại cái gì. Cái lô hàng này lúc trước là năm 2000 nó hiếm, nên nó có một cái lô này chỉ vài con như thế này, nó bị thiếu hụt á, để vô là nó có cái này, người ta băng bó cũng kỹ à, chỉ vậy thôi chứ không có xài rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bo khiển mình để vô coi nó chớp hay không nha. Máy cái này là xài là phải có cái này mới được nha, phải coi đầu in và đầu out. Người nào mua cái này lắm là người đó phải có cái trình độ hoặc là học nha. Tôi lá thư của anh đã ghi là gì đây? Chào thầy, mình mua một lá set nói em về trang trí mà không có bộ nguồn 5 cm, mà không vì không có bộ nguồn 5 cm mình đưa ra cửa hàng thì hóa hàng quảng cáo ở gần nhà, cửa hàng quảng cáo gần nhà quảng cáo lấy bộ nguồn ra thử không sáng. Người làm quảng cáo họ nói là dây led này đã sử dụng được 1 năm rồi. À, mình không tin thầy, mình không tin thầy có thể kiểm tra điều này. À, nhận thấy được lô Zalo của thầy Long thu hồi dây led lại, thầy cho mình gửi lại cho mình ha, rồi cho mình nhận tiền lại. Ok không? Ok, mình sẽ, cái tài sản của con người lớn nhất đó là kiến thức, mình phải kiến thức. Tiệm quảng cáo nhiều khi có hàng trăm hàng ngàn tiệm quảng cáo, nhưng mà nhiều khi họ không biết cái dây led này, nhiều khi nó nhìn nó bị tưởng là cắm điện vô là xài. Giờ mình sẽ cho nó sáng như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó sáng nha. Rồi mình lấy một cái bộ khiển nha, bộ điều khiển, bộ này bộ nhỏ bộ lớn gì không biết, mình phải mua bộ điều khiển mà rẻ nhất á, rẻ nhất bộ điều khiển á là 250.000 nha. Rồi mình sẽ gắn vào cho các anh quảng cáo, nhiều khi ảnh chưa có qua cái lớp này đó nên ảnh cũng mấy. Rồi bây giờ mình dặn vô đây nè ha, cái nguồn nè, nguồn 5V. À, cái bộ này thì 600-700 ngàn nữa nha các bạn, bộ này nó mắc tiền hơn cái bộ những bộ khác. Muốn chơi led full là phải hiểu nó tí xíu mới được. Rồi cộng trừ mình đã cấp vô là 5V đến 12V, mà led của mình là 5V nha. Rồi ok, giờ mình sẽ cấp 5V vào đây chứ không kém 220 à. Rồi bây giờ cái này là đầu ra đầu vô là các bạn phải phải biết nha, đầu ra đầu vô là các bạn phải biết. Đây à, cái này sợi dây này là 50 phải không? Bây giờ mình sẽ coi đầu ra hay đầu vô nè. Rồi cái sợi dây này nè, sợi dây này, sợi dây màu xanh lá này là sợi dây data nha các bạn. Mình sẽ lấy cọng dây data này nè, mình sẽ cắt ra nha. Rồi y và cắt ra nha. Rồi mình sẽ để vào trong cái hộp điều khiển của chúng ta. Đây, data nè, các bạn thấy nè, đây nó có bốn ngõ data. Nhưng mà đây là cái bộ khiển này nó có rất là nhiều con led nha các bạn. Nên mình sẽ cắm vào ngõ nào cũng được hết ha. Và cái bộ này á, sau khi mình lập trình hiệu ứng nó, mình cho nó chạy các kiểu, mình muốn cho nó màu xanh, màu đỏ từng con thì được hết nha. Đó là mình phải học được các bạn ha. Các bạn có thể đăng ký học khóa học này cũng được ha. Khóa học này phải dành rất là thời gian để mình học mới được. Rồi bây giờ mình cắm điện lên nha các bạn. Đó là nè, giờ cắp nguồn vô nè, mình cắp nguồn vô nha, cộng trừ vô nè. Đó. Rồi nó không có lên, nó không có lên đèn. Nó không có lên đèn. Tại vì nó khi nó cắp vô nó có phải có tín hiệu mới lên đèn ha. Đây là bự. Đây là 5V nha các bạn, 5V nha. Bây giờ mình sẽ 5V. DC 5V nha các bạn. 5V nha. Rồi bây giờ mình đo nè, đo đo đây nè, 5V nè. Rồi cái này hết pin luôn rồi,
để lấy đồng hồ khác. Rồi để vô cái này ha. Ừ, đo 5V nha các bạn. Thấy chưa, 5V nha, đúng 5V mới được nha. 12V là nó sẽ cháy. Có những cái trường hợp hư hỏng mà chúng ta phải phân tích như thế này nè. Ví dụ như các bạn chưa biết về led full đó, thì các bạn cắm vào cái tự nhiên cái nó không sáng. 5V nó không sáng, 3V nó không sáng. Cái lập tức lây hoay cái mình cắm cho 12V hoặc là bình ắc quy hoặc là điện 220. Có nhiều bạn như vậy, có nhiều bạn điện thoại gọi về mình á, nhiều khi người ta chưa có rành về vấn đề đó, người ta cắm vô cắm đọ. Cũng có nhiều bạn là cắm lên rồi cũng sai, cũng cắm đúng nguồn sai rồi cái nó cũng rối về phần này. Mà khi mà một cái ban mà nó sai rồi đó các bạn, thì nó sẽ ra rất là nhiều cái bệnh hát nó chồng chồng lên nhau, thì lúc đó mình không xử lý được khi mình không có cái kiến thức về đó. Các bạn có thể cũng có thể là đăng ký hội viên để mà mình hỏi, có thể là hội viên thì có thể trực tiếp hỏi thầy mò được nha. Thầy hội viên có thể là có những cái thành phần VIP đó, mình có thể nhắn tin riêng cho thầy mò trên kênh YouTube được ha. Rồi như vậy thì tiếp tục nha các bạn. Full á là một cái loại led mà chúng ta cần phải quan tâm để học hỏi khi các bạn làm quảng cáo. Và trên thế giới có rất là nhiều cái phương trình, cái hiệu ứng và để lập trình cho những cái led full cho tòa nhà, cây cầu và trang trí Noel, tất cả các kiểu. Thì mình dùng led full cho phòng karaoke, quán bar, nhà hàng, công viên ánh sáng rất là nhiều. Nên đòi hỏi các bạn phải đi học thật nhiều vô, rồi biết được cái cơ bản rồi các bạn xem được nhiều cái video khác, các bạn mới hiểu được thêm hết. Mình hiểu biết gì đó không thấy thiếu. Rồi bây giờ nè, cái dây tín hiệu nè, mình sẽ cắt cái dây tín hiệu này nè, mình đưa vô cái bo khiển các bạn. Đó, bây giờ đưa vô bo khiển, đó, các bạn thấy không, nó chớp liền, thấy không? Đó, nếu mình đưa vô mà nguồn sai là nó sẽ một lần thôi là nó cũng đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi nha các bạn. Em đã bị tai nạn. Rồi, em đó. Rồi bây giờ nè, không có thể nào mà mình lấy hàng cũ hay gì cho các bạn được hết nha. Rồi các bạn thấy không, nó chớp nè, nó chớp theo cái kiểu này là các bạn thấy như vậy nó mới đúng. Và thợ quảng cáo cần phải nên học và nâng cao, nâng cấp mình lên để mình có được cái kiến thức. Thứ hai nữa là làm cái này nó phải học hỏi, là phải biết máy tính nè, rồi biết lập trình cho này là đủ thứ các kiểu, chứ không phải tự nhiên mà nó làm được ra như thế này nha các bạn. Và nó có một cái loại chip là 8260, là cắm vô là tự động nó chạy à. Bây giờ mình sẽ lập trình cái này á, cho nó từng con nó chớp theo điểm nào thì được, để nó làm ngôi sao, để nó làm cái tòa nhà, cây cầu, đúng không nào các bạn? À, như vậy thì các bạn muốn học cao cấp hơn thì các bạn sẽ đăng ký học đi cho nó dễ, nâng cao kiến thức mình lên. Chứ bây giờ một ngày một buổi mình không có chỉ cái này được ha, mà học ít ra một cả tháng một tuần mới biết được. Rồi bây giờ mình phải tìm được đầu ra đầu vô nha, nhưng mà cái đầu bên đây là không được nha các bạn nhé. Đầu bên đây là không được nha, cái đầu bên đây là mình cắt ra, nó đầu ra đầu ra, nó nối tiếp với nhiều con nữa, nó hàng ngàn con. Cái bo này nó điều khiển tới 6.000 con nè các bạn, 6.000 con led như thế này nè. Rồi như vậy thì video mình sẽ kết thúc tại đây nha. Rồi các bạn nào đã mua hàng led này thì các bạn hãy hiểu biết một tí xíu về vấn đề này. À, không sao, đây là cái chưa biết thì mình sẽ biết, và chưa là bạn mình sẽ là bạn thôi. Ok, bye bye.